Rồi, hello anh em nha. Rồi, đây hôm nay về cho anh em được một số cây cưa hốc khó nha này. Đây. Đa số là size 21 hết ha. Đa số 21 ha, lưỡi zin. Mấy cây là lưỡi nguyên zin nha. Đó. Đa số là 21 hết. 70k ha, 70k một cây. Cây này cũng vậy luôn ha. Này size được 18, size 18. Anh thấy như cái này nó còn mới luôn ha. Cái này 80k. Rồi. Cái này là 18 ha, size 18. Lưỡi thì anh em yên chí ha, mình bao anh em là bé hết tại cái mấy cái cây này mình đã test hết rồi. Mấy cái này test hết trơn rồi ha. 80k luôn ha. Bán cực kỳ luôn. Thấy nó bấu ha, nó bấu là biết rồi. Cái này nó vậy chứ nó bán ghiền. Xa 20 ha, rồi 80k luôn ha. Mấy cái này là anh em không cần dũa, cứ về xài thôi, vậy là xài thôi. Rồi, cái này size là 14 ha. Rồi, cái này 70k. Vừa hốc khó vừa cưa ngoài luôn. Cái này nó có hai lưỡi nữa đây. Đây, đẩy ra ha. Anh em đẩy ra rồi anh em muốn lóc lại anh em đẩy cái nút lên ha. Đó, là nó lóc lại là nó không có thụt ra thụt vô nữa. Thì cái này nó có hai lưỡi. Đó, anh em muốn mở ra thì đẩy lui ha. Đó, rồi kéo về. Bên này vậy luôn ha, đẩy ra. Thì hai lưỡi này là hai size nha, một bên siêu nhuyễn và một bên nhuyễn. Đó. Dòng này thì anh em cưa mini, ok. Rồi, cái này 50k. Cái này hai lưỡi ha, 50k. Và một cây thủ công. Cái này nó tới ba lưỡi nè. Đó, cái này thì hàng, cái này là chưa có xài nên nè. Đó. Cái này nó tới ba lưỡi luôn ha. Một lưỡi hốc khó và hai một lưỡi ngắn, lưỡi dài. Đó. Lưỡi hốc khó, lưỡi ngắn, lưỡi dài. Cái này là còn mới luôn nha anh em, do nó nằm bãi á, nó cái lưỡi nó cũ á, chứ thực ra là mấy cái cây này là chưa có xài này nè. Đó, hàng thủ công anh em thấy nó làm nó đóng tán nè, không ba trong một ha, lưỡi còn mới tinh luôn. Đó, cái này 150 ha, cái này 150 ba sai lưỡi còn tem luôn ha, cái này 150. À, có một mớ dao đây nè, cái này mình để mình bán cho anh em đi, để cái này thì nó còn bén lắm. Đây như mấy cái cây này thủ công anh em thấy này. Đó, như cái cây này thì lưỡi nó hơi dâm ha. Đó, cái này để mình tặng đi, cái này để tặng cho anh em mua đơn hàng 500 mình tặng. Còn mấy cây này là anh em biết xong cái dòng dao này nó siêu bén lắm, bén ghê lắm ha. Cái lưỡi này nó bén ghê lắm nha này, mà anh em mài xong là nó bén dã man, mình không biết sao mà cái thép này, cái chất thép này nó bén ghê cực kỳ. Đó. Thì nói chung là về anh em biết, anh em xài anh em biết thôi, chứ còn mình nói là mình nói mà theo cái cảm nhận của mình thôi, tại vì mình đã mài những cái lưỡi này mình biết rồi, cái chất thép này nó giữ bén rất là tốt. Đó, thì đây được là ba cây, mỗi 50k một cây nha, 50k một cây ha. À, mình để ba cái mình đánh dấu luôn là 50k một một cây nha, cho nó gọn. Còn hai với hai con dao thép kẹp, hai con này là thép hai lớp hết đó nha. Dòng này thì mọc truyện đầy đủ ha. Rồi cái này anh em nào mà lấy về tự mài nhé, tự làm đi. Mình còn anh em nào mà mình mài dùng cho anh em thì 100k, mà anh em tự mài thì 50k nha, 50k một cây, anh em tự chịu ship nha. Đó, tại mình không có dọn. Hai cây này thép tốt lắm, toàn thép cạp hết á. Dòng này anh em về mài thì gọt cực kỳ bén luôn à, mọc đầy đủ ha. 50k một cây nha. Đã, hai cây này mình dồn lại mình đánh dấu 50k là một trên một cây ha. Có cái gì rẻ rẻ bán cho anh em hết. Cây này còn cực kỳ bén luôn nè. Đó, cây này mình bán 150 là nay mình sale cho anh em còn 100
chấm tư ha, chấm tư sao đã chấm tư. Rồi tiếp theo cây dũa ha, cây dũa dài 125 mm. Dòng này anh em xài từ cái răng trung nha, gom bôi rồi anh em xài ok hết, cây này còn nguyên zin luôn ha, chưa sử dụng. Tám mươi k rồi, lên cho anh 4 cây cào. Một cây cào ba chia thủ công 150k. Và một cây ba chia ha, ba chia đúc nguyên khối 140k. Và cây ba chia nguyên khối luôn, cây này mới hơn tí 150k ha. Và cây hai chia của Masa. Rồi Masa thì mình hết ha, mình có 5 cây mình bán sạch rồi, còn hôm nay chỉ còn 2 cây thôi. Đó. Anh em nào đấy thì mình có thể để cho anh em giá thấp hơn tí, nhưng mà mình vẫn bán là 320 ha. Vẫn bán 320. Còn anh em nào lấy 2 cây thì mình tính cho anh em giảm cho anh em được chẳng. Còn một cây 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 mắc gấp Masakuni nữa nè, cái cây này là cây tháo kẽm quấn kẽm ha. Tháo kẽm quấn kẽm. Còn mới lắm. Cái này thì anh em thấy nó cái răng là nó còn nguyên zin hết nha, không có bị tà đầu gì hết, rất là răng rồi còn rất là khít luôn á. Size 12 năm. Cái này mình để anh em 300k. 300. Cái đó chắc anh em nào trả 250 chắc cũng bán luôn quá. Tại cái đó của người ta gửi anh em, người ta gửi bán. Không phải của mình. Rồi tiếp tục ha, đi cho anh em một số kéo cắt cành luôn. Mình cũng còn vài cây. Thì rồi cây này là một cây Okasune size 18 nguyên zin nha anh. Cây Okasune size 18. Cây này thì anh em về chịu khó vệ sinh thêm nha. Cái này vết này nó dơ thôi nè. Đó mình cạo ra. Cái vỏ này anh em ngâm xà bông anh đánh sạch mới liền. Cây này thì nó còn đẹp lắm. Chưa tháo, chưa bung ốc nha. Cái dấu phơi xước vẫn còn luôn ha. Lưỡi chưa mài. Cái này về anh em tự vệ sinh nha. Này thường thường mình bán là tới 380 cho đến 350 cây này. Hôm nay mình để cho anh em cây này luôn là 320. 320 ha. Và cây này là cũng cây này thì mình không biết cái hiệu nữa, nhưng mà nó là trong cái dòng cán đỏ thì nó cũng loanh quanh như mấy cái tầm giá của Senkichi rồi thôi. Đó cái cây này nè. Này này hồi xưa mình thấy có cái nắp này nó đẹp thì mình cũng sưu tầm chơi đây. Tại vì cái này là còn nguyên zin hết, cái này mạ rôm ha. Mà rôm như dòng ARS vậy đó. Đó, cái này mình để anh em 200k ha. 200k còn nguyên zin luôn nha. Mấy cái này thì test cắt giấy đồ bình thường nha nè. Tại mấy cái này là nói chung là mình bán, mình có test mấy cái clip trước rồi, cho nên là anh em mà xem thì anh em biết rồi ha. Cắt bình thường. Cắt giấy rất là ngọt luôn ha. Anh em về cắt cây thì bình thường đó. 200k. Rồi. Cây con cua ha, cây con cua cũng mạ rôm luôn, còn nguyên zin lưỡi này ha. Đó, ốc ít là chưa bung gì hết. Rồi để anh em 300k. Cây xa 20 nha anh. Và cây này 18 ha.
Cái này là cái size 18. Cái này để nam 200k luôn ha. Đó. 200k luôn. ARS, cái này cũng nguyên zin lưỡi này anh em, chưa mài ha. Đó. 200k luôn nha. Cho nó lẹ, cho nó đi cho lẹ. Rồi. Tiếp theo là hai cây đúc nguyên khối ha, hai cây mẫu B, một cây là không mọc và một cây có mọc. Đây. Cái này nói chung là nó thiệt ra nó rất là đẹp luôn. Cái này anh em nào mà chơi vừa đem về cắt mà vừa sưu tầm chơi thì quá đẹp ha. Cái này thì thực ra là hồi xưa mình nhập là cũng đã 550 rồi anh em ạ. Cái này này. Đó. Mình nhập là đã 550 rồi. Nay mình bán lỗ luôn cho anh em luôn ha, 500 luôn. Bán lỗ luôn nha. Bán lỗ 500 cái đó, size 19 hay sao. Cái này mình bán anh em 200. 200 luôn ha. Cái này thì không mọc nhưng mà cái này anh em nào làm mai vàng là cắt rất là ngon nha. Để nằm 200 luôn. Dạo này mình sale sập sàn cho nó hết luôn mấy cái hàng tồn kho lại. Để mình chuyển qua bên làm bonsai xong thời gian là mình sẽ quay lại. Hẹn lên một thời gian nữa. Rồi. Tiếp theo ha, cái tỉa đa năng. Cái tỉa đa năng ha, cái này thì dọn dẹp ok hết rồi, anh chỉ về việc cắt thôi. Anh này cái mấy cái này anh em làm mai vàng là gì cũng xài được hết, rất là lực luôn ha. Rồi, cái này 850 ha. 850. Cái đó xài chắc 21 đây nè, 20 21 gì. Rồi, tiếp theo một cây nữa là đa năng nữa ha. Cái này thì dọn ok hết rồi. Rồi, cái này để anh em 800. Đó là mình sell xuống luôn rồi đó nha, sell sát luôn á. Anh em không có trả giá nha, mấy cái này mà anh em mà trả giá nữa là mình không trả lời tin nhắn anh em đâu. Đó. Rồi, cái tỉa đa năng ha, cái này thì dọn rồi ok hết rồi. Ngọt cực kỳ luôn. Cái này anh em làm mai vàng cũng được, anh em làm bonsai rồi, anh em tỉa bậy bậy bà cũng được ha. Đó. Rồi, cái này để anh em 800 luôn nha, sell kịch sàn. Ngày nay mà bán mấy cây nào mà bán không được nữa là xóa lưu kho để bắt đầu nhập hàng về lại là bắt đầu đem lên đăng lên bán lại, không còn giá đó nữa đâu nha nè, tại giá đó là giá sát luôn rồi. Rồi, một cây tỉa lưỡi cong ha, 120k cây tỉa lưỡi cong. Rồi, đây cây này. Anh em nghĩ sao cây này mà ông anh ông điện ông kêu 1 triệu để cho ông. Hiện tại cái cây này á là bên người ta đang bán là 1,7 triệu nha anh em, 1,7 triệu chưa phí ship nha anh em. Cây này là còn hộp đầy đủ luôn. Cái cây này là thằng em nó mua về mà nó không có xài, nó chơi thôi, nó để nó chơi thì vô tình á, thì nó gắm cái này vô đây đó, anh em thấy nè, nó để là nó bị như kiểu nó để lâu mấy năm luôn anh em. Thì khi mình rút ra là cái mũi nó hơi bị ngã về màu đen nha. Đây, cái mũi nó ngã về màu đen thì cái này anh em về anh em lấy nhám ngàn á, anh em chà là nó trắng lại thôi, bình thường ha. Còn hầu hết là chưa sử dụng luôn. Cái này hiện tại bên web đang bán là 1,7 triệu ha, 1,7 triệu chưa phí ship. Thì anh em nào mà chơi hàng này thì tiệt kiếm thì anh em biết rồi ha. Đó. Mấy cái hàng này thì cực kỳ đỉnh rồi. Đó. Cái này thì mình đang bán là 1,350 triệu. Đó, mình bán dùng cho nó thôi bữa trước ha, còn bây giờ mình sẽ bán cho anh em 1,3 triệu. Đó, 1,3 triệu này mà anh em không lấy thì thôi, mình sẽ cho vô hộp cắt tiếp để chơi cũng được, 1 triệu xài cũng hết. Rồi, tiếp theo cây tỉa kiếm nữa ha. Cây này thì hàng lưu kho, cái này thì nó không còn sản xuất nữa rồi. Rồi, 1,180,000. Cái này nè, bữa cái clip trước là vợ nó không biết, vợ nó đè 1 triệu, nó để 1,080,000, mình hoảng hồn luôn anh em. Cái này không thôi là lỗ luôn. Cái này là bán vốn nha, giá này giá vốn. Cái này là còn một cây thôi. Đó. Cái này mà ông anh không dám kêu thôi để anh 2 cây 2 triệu, trời ơi. Chết luôn á.
Tội nghiệp em Út của anh ơi. À quên, còn cái cưa nó này nè. Cái này để Nam 150 đi ha, cho nó nhanh. Cái này để Nam 150 tặng cho Nam thêm một cái lưỡi ha. À, lưỡi giá 200 đây, tặng cho Nam thêm một cái lưỡi này. Đấy, anh em về anh em xài. Cái lưỡi này còn anh em thấy này, còn mới luôn. À, cái này 150k nha, tặng cái lưỡi. Để dưới luôn em, để dưới. Rồi tiếp theo là cây bấm cảm ha. Bấm cảm còn một cây duy nhất 120k. Rồi tiếp theo một cây Senkichi. Cây này là cây cũng thằng em nó mua về nó xài đây để được thanh lý đây. Đó, còn mới luôn ha. 700k. 700k mà không hốt nữa thì thôi rồi, không biết hốt cái gì. Rồi cây này ha, cây này là 1.450k, hôm nay mình sẽ giảm cho Nam lại còn 1.400k. Đó, cây size lớn luôn. Nói thiệt ra mình làm size, mình làm bonsai mini mà thôi, chứ còn mà mình mà làm từ bonsai trung lên size đại mình để cái này mình xài liền, mình không bán luôn. Bảo đảm cho Nam luôn, bán giá đó rồi Nam mua lại không có. Size 27 năm ha, mà cây này thì nó cây mới, cây này được mình mua mình order là mới. Chứ mình mà làm mà bonsai đại một phát là thôi, cây này mình để mình xài cho nó sướng. Tuy là kẹt tiền ấy, nhưng mà thôi kệ. Rồi tiếp theo là hai cây cặp tròn ha, một cây hàng bãi và cây hàng mới luôn. Cây này là mới luôn nha nè, cây này còn mới luôn á. 1.140k cây này ha. Còn cây này là mình sell xuống cho em 20k nữa. Cái này thì còn nguyên zin này. Cái này mình để cho Nam 1.080k. Cái này là cây cặp múng nha Nam, cặp múng. Cái đầu nó là đầu múng ha, cho nên là nó tạo cái vết thẹo mà thẹo thẹo lõm á, thẹo sâu á ha. 1.080k. Rồi, một con dao móc khóa ha. Cây này Nam về vệ sinh là nó đẹp thôi, nó hơi bị dơ đây. Dơ. Này để Nam 100k. Cây móc khóa, dao móc khóa. Và cây kìm bổ tùng ha. Cây bổ tùng 450k. Rồi, sell cái cây này xuống 50k nữa là 450k. Rồi anh em cần những món nào thì anh em tự chốt nha, anh em không có nhắn tin là ở bớt cho anh kia kia. Rồi, mình không bớt, mình anh em nói bớt mình sẽ không trả lời tin nhắn. Còn anh em nào chốt thì cứ chốt, rồi gửi địa chỉ cho mình nha anh em. Rồi bye bye anh em ha.